Welcome to English class this evening. Svakom akan ve angle ba jeung sa thmai lang veng. Hai ngai ni jeung bonto meeting ba jeung to tiet. We were going to continue the part that we have left about Florida topic. Chang jeung nang to phnai na sa pe pon chmuay nang pathen bot roat Florida ba jeung. Right, ta. Now before we start, I'd like you to listen to this part of the text first. History and culture. Florida has a rich history influenced by various cultures. It was originally inhabited by Native American tribes such as the Seminole. In 1513, Spanish explorer Juan Ponce de León became the first European to arrive in Florida. The state changed hands between Spain, Britain, and the United States several times before finally becoming a U.S. territory in 1821 and a state in 1845. Florida's culture is a blend of Southern, Hispanic, and Caribbean influences. This diversity is reflected in the state's cuisine, music, and festivals. Cuban culture, in particular, has a strong presence in Miami, where the Little Havana neighborhood offers a taste of Cuban life with its restaurants, cafes, and street festivals. Dương mơ mà đón tiết. Histories and culture. Florida has a rich history influenced by various cultures. It was originally inhabited by Native American tribes such as the Seminole. In 1513, Spanish explorer Juan Ponce de León became the first European to arrive in Florida. The state changed hands between Spain, Britain, and the United States several times before finally becoming a U.S. territory in 1821 and a state in 1845. Okay, thank you. Right here, we have some words. For example, a rich history. A rich here refer to an adjective. It means symbol by influenced. Influence being the same. Influenced by various culture. Originally inhabited. Capit yung ada inhabit. Tại đời xa vì chia tay đại cá cái đời xế và thái bì đi ở bìa hỏi biên ní cứ ăn là tribes tribe cứ đời xế thầm và sau bí ta đời xa vì chia plural cái thầm s the seminar seminar vì chia chmua rồi bỏ có xong bỏ nâng Spanish explorer explorer vì mau bị explore became chia tay đại cá became European to right change hands change hand hands several times territory here and state, you know, state already, road, state, road. Okay. All right. So again, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 words. So I like to write here for you. Vocabulary. Number one, if you find any other difficult word, just tell me. Rich as an adjective. Chữ thứ tư, rich chương bỏ tha, đại, miền. Bọn tay nơi tin ní, chương bỏ mối tiết. Chương bỏ tha, đại, sống. À, sống bồ. Ta xây chẳng. Sống bồ bài. And number two, in... Sorry. Dương an tha influent. Dương bỏ tha. As an ad, as a verb. Influent, dương bỏ tha. Yeah. A people. Number three, originally. Yên ai chạm mà nói biệt thả originally mà biệt original. Original như bỏ thật đài. Oh, sorry. As an adverb originally.
Cả vì đã inhabit à, cái đề chia tay đề cá cái time EDR viên á cả này đang chờ cho nằm rất là xa à tập bắn nó vì chia phần này mới là bỏ rừng à tay đề cá thì rồi có vị trí của bọn ta xa bạp nít bằng cái đề chia passing for inhabit như bọn ta tăng lầm đầy rồi có chập rồi này bạn đang this word tribe as a nhưng bỏ thật có xong buồn refer to the a groups of people who live from the past that has their particular language, particular life, particular, you know, cultural practice, something that, like that. Next one, explore, explorer. We might be explore. Tại là time ER tiết, explorer. Khai tới chia bục cổ, nè, rục rộ. Nè, sài chiều, something like that. Hence, hence, normally, dân translate thật đây. Phần tay này tin đi cho bọn thá. Ca căn cặp, căn cặp. Ca group grow. Rồi có bật bài ở đây được như thế. Ca group grow and territory as a noun it means tức đẩy à tức đẩy okay. I want you to look at the words and I will read for you. Number one, rich. Two, influence. Three, originally. Four, inhabit. Five, tribe. Six, explorer. Seven, hand. Eight, territory. Okay, now it's your turn to read. Histories and culture. Prawatasa, nang wapatoa. Florida has a rich history. Florida mere provadasa da sammo bai muay. Influenced by various culture. Dai to tu rong at the pole pi wapathoa same same. It was originally inhabited by Native American tribes. A wea ka pi dam loi trơ ban tăng lầm nợ đòi chân chết đám American sorry, đòi có sầm bốn chân chết đám American ôi oh, chập lệch ai nhé Native Americans như bọn ta chân chết đám American chân chết đám á ok, nói tiếp á vì nó cứ sầm đá lời rọt Florida nè vì ca bị đám lòi trơ ban tăng lầm nợ đòi có sầm bốn chân chết đám American say us the Seminole đôi tua giáng nơi chia có sầm bón Seminole. In 1513, nơi khốn chân nam bảo bón pram rối đọc bầy, Spanish explorer John Bon de Leon. Nhà rưu rô chân chiết Espanh chmua tha John Bon de Leon became the first European to arrive in Florida. Bạn khai luôn chia chân chiết ở rộp đồng bốn kế đại bàn mọc đó tận đấy Florida này. The state changed hands between Spanish, Britain and the United States several times. Rọt mùi ní bàn pháp đô ca cực rộng rô viên và tế Espanh và tế ổng lễ hãy nâng xa hạ rọt ảm rích bây buôn đô mà hỏi before finally becoming a US territory môn nâng tì bằng chóp khá tì chia tật đầy mùi rà bò xò ảm rích in 1822 and a state in 1845 nơi khá nông chân nàm mọc bọn bòm bày rồi mọc bày mùi hai khá chì rọt mùi nơi khá nông chân nàm mọc bọn bòm bày rồi xa xa prăng ok, one more time, đoạn tiết nè history and culture và bọt xác nâng vọt bà thoa history. Florida has a rich history influenced by various cultures. North Florida, mean provadasa da sambo bai mui,
ដែលរងឥទ្ធិពលដោយវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេង It was originally inhabited by Native American tribes. វាកាលពីដើមឡើយត្រូវបានតាំងលំនៅដោយកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមអាមេរិក such as the Seminole តួយ៉ាងដូចជាកុលសម្ព័ន្ធ Seminole In 1513នៅក្នុងឆ្នាំ1513 Spanish explorer John Ponce de Leon became the first European to arrive in Florida អ្នករស់រកជនជាតិអេស្ប៉ាញឈ្មោះថា John Ponce de Leon បានក្លាយជាជនជាតិអឺរ៉ុបដំបូងគេដែលបានមកដល់ទឹកដីរដ្ឋ Florida នេះ The state changed hands between Spain, Britain and the United States several times រដ្ឋមួយនេះបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរវាងប្រទេសអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិក several times before finally becoming a US territory មុន3-4ដងមុនទីបំផុតបានក្លាយជាទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយ in 1821 and a state in 1845នៅក្នុងឆ្នាំ1821ហើយជារដ្ឋមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1845